Xin chào quý vị và các bạn. Đây tôi thử cái tivi này. Tivi này đấy, nó hỏng về mờ hình. Rất mờ. Cho nên là tôi phải kiểm tra như vậy. Nó mờ đèn hình cho nên là hình thì chạy một buổi lâu rồi nó lại sáng lên mờ rõ, rồi sau đó lại cứ có những lúc nó mờ liên tục, cho nên chúng tôi phải tiến hành làm mấy bước như sau. Đầu tiên của nó là mờ thì có mấy nguyên nhân. Mờ hỏng đèn hình này nó cũng mờ này, đèn hình nó cũng mờ. Hai nữa là không khởi đốt lệch pha lệch một đấy cũng nó cũng mờ. Ba này mờ thì cái này tay đế đèn hình này, trường hợp này tôi tay đế đèn hình nó bị đấy, tôi thay đế mới đấy. Nói chung là nó bị đấy, bị mờ ảo, cho nên chúng tôi phải thay cái mới. Đi rồi đấy, tôi đã thay đấy, tôi đã thay cái này, các bạn thấy đấy, khả năng mới như bình thường, nhưng mà chúng ta thấy mờ hoặc ảo chúng ta cũng phải nên thay, bởi vì nó đã có bị ở bên trong này, nó có ai bán cực cho nên là nó đằng trong này nó bị tiếp xúc bị oxy hóa đi, cho nên cái độ phóng phóng điện không tốt nữa, cho nên nó bị mờ. Đây là thuộc về đế cổ to đấy, cho nên chúng ta cái này có mấy chân của đèn hình nó bắt vào đây, nên chung cái này hôm trước tôi đã giới thiệu. Chúng ta chỉ còn muốn cái này lắp vào hàn hiệp dây phụ cốt này, dây phụ cốt của dây gren này là được thôi. Còn đó là các chân này chúng ta cứ hàn vào chắc đúng của nó, của nó vừa thì chúng ta bàn vào thôi. Chúng ta gặm đẩy vào, đẩy thẳng vào thế thôi, đèn hình của nó là vậy. Còn hình ở đằng trước này. Rồi, thôi các bạn đây, rồi cái này thì nó mờ. Hàng này như cái này là hàng của cái này của Sam này, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy hai vạch này, cái này vô thì đấy, nó là thuộc cái nhiệm khử trừ. Cho nên nè, đấy, các bạn thấy đấy. Cụm từ cho nên cụm từ như vậy chúng tôi đã thay. Nhưng mà vì cái này bị nặng quá cho nên chúng tôi thay có đỡ hơn thôi. Đây là cái cụm từ đấy. Chúng ta cần thay cái cụm từ này. Nó bởi vì nó là hai chân cho nên tôi có cái ba chân. Ba chân nên tôi thay nó cũng có chứ không được hết. Đây nó hai chân này, cái này loại này thì là ba chân, tôi không có cái hai chân cho nên thay không được một phần nào đó thôi. Vì vậy cho nên chúng tôi thường thường các bạn chỗ mưa ảo hoặc màn đỏ xanh đỏ vàng này các đầy đủ màu thì chúng ta nên thay con này. Đó là cụm từ, bạn thấy ở đây cái đèn hình này nó có vòng sạch này. Khi nào chúng ta muốn xả điện áp từ cái chỗ này cũng nha, bắt vào đây và xả, màn hình đơn giản đấy đó. Đây cuộn lái, còn đây hồ trụ này, dây vũ cao áp này 20 kV này. Thế thôi, tôi sửa một cái đó thì chúng tôi sửa rồi.
Còn chúng tôi chỉ nói với các bạn là bệnh là như vậy thôi. Còn bây giờ chúng tôi không phải nói dài như ngày xưa nữa. Tôi quay từng đoạn mà tôi chỉ trình bày bệnh. Và tôi ấy chỉ cho cái linh kiện của tôi thay thôi. Còn bây giờ thì như vậy là được rồi. Còn đổ hay em này khác thì cái này tôi thề vậy. Cũng thay con khử trùng này nhưng mà hai chân cái đúng của nó. Nhưng ba chân thì nó không được. Nên tôi bảo tìm con hai chân thôi. Đấy. Thôi. Xin chào quý vị và các bạn. Hai cái hư rồi. Kim năm gầy là mấy tiền em? Kim năm gầy là mấy tiền? Để cái nó biệt nó ngủ thế đó. Đội 270 được. Còn